Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Không biết là tình hình ở chỗ các bác này, tình hình mưa bão thế nào rồi? Trên Hà Nội là đang có những giọt mưa các bạn. Đây là đang mưa này. Đó, thì không biết là khu vực ở Hải Phòng, Thái Bình hay là ở Nam Định, các khu vực ở ven biển như nào rồi chứ? Trên Hà Nội là đã bắt đầu mưa các bác nhá. Thì là trong thời gian thấy bảo là mưa sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày mai. Đấy thì bên em tiện phải quay ngay cái con xe lướt này cho các bác. Đấy, mặc dù trời mưa vẫn phải quay. Không thì là mấy nó mưa to cũng không mang ra ngoài quay được, đâm ra là sẽ rất khó cho anh em xem. Thì đây là một con Twitter G5 siêu lướt các bác nhá. Twitter G5 siêu lướt, con này thì là sườn carbon này đấy, và dây của nó là dây cửa mới đó, đi sẽ đi âm ở đây trực tiếp ở đây rồi chứ không còn đi âm ở hai bên sườn nữa. Và con này là màu xám đen, màu rất là đẹp. Cái màu này thì là rất được nhiều anh xem săn đó, màu rất là đẹp, phanh ngàm. Để ra ngoài trời mưa quá em cho vào trong một tí. Đó các bác. Rất là đẹp. Con này là size 46 các. Rất là ngon luôn. Thì em đi qua sơ lược qua về cấu hình của nó một chút nhé. Thì trước này em đã quay rồi, quay ở trên review rồi. Đó. Sườn Twitter G5 sườn kiểu mới nên là cái sườn nhìn nó sẽ rất là hầm hố, nó rất là to sượt. Nó rất là đẹp. Tiếp theo là cái dây của nó sẽ đi âm trực tiếp vào trong từ đạn cổ đi xuống chứ nó không âm vào hai bên sườn nữa. Đấy. Em sẽ đi qua cho các bác xem về cái bộ chuyển động của em nó. Thì các bác cứ bình tĩnh nhá, em sẽ báo giá cho các bác một cái giá nó rất là tốt. Đây, bộ chuyển động của em nó đây. Các bác nhìn này, bộ líp này. Đó, đi rất ít. Cùi đề này. Bộ giò đĩa này. Quạt đĩa này. Đó, trên xe. Về theo như cái mắt mà bên em kiểm tra ấy, thì xe đạt được khoảng 98-99%. Các bác được tầm đấy. Và giá của em này là sẽ là bao nhiêu? Thì em cũng lổ luôn cho anh em cho nó dễ. Con này là giá của nó. Giá của nó là 11 triệu các bác nhá. 11 triệu. Anh em chốt nhanh. Những cái chiếc xe lướt bên em hết sạch. Và bay thì thường rất là nhanh. Những cái mẫu xe lướt mà hôm nọ bên mấy bên trước bên em có đăng ấy thì hầu như là sẽ bay hết rồi các bác nhá, không còn nữa đâu.